Gacha Impact, à nhầm, Genshin Impact. Dù có lối chơi rất đơn giản gồm 3 bước. Bước 1, quay gacha. Bước 2, lại là quay gacha. Ông nhìn luôn. Bước 3, tiếp tục quay gacha. Đơn giản là thế, nhưng Genshin lại lôi cuốn anh em chúng ta cày ngay cày đêm. Dần ra trở thành cu ly xuyên lục địa lúc nào không hay. Cũng bởi lỡ si mê ra Emiko, hoặc anh em mê ai thì kệ anh em. Cộng thêm cốt truyện đồ sộ cuốn hút, khiến dù ngày tháng có vất vả, chúng ta cũng quyết bám trụ tới cùng. Thấu hiểu nỗi lòng của các anh em đồng chí, tôi quyết định dấn thân vào tìm hiểu về cái thế giới khổ ải này thay anh em. Tất tần tật về dòng thời gian, các giả thuyết, cốt truyện sẽ được tôi tổng hợp trong series này. Anh em nhớ like và sub để tôi có động lực ra số tiếp theo nhanh hơn nhé. Video này vẫn được tài trợ bởi mihojoshop.com. Cảnh báo, dòng thời gian của Genshin đến nay vẫn chưa thực sự hoàn chỉnh. Những câu chuyện tới nay chỉ là những mảnh vụn nhỏ được ghi chép sơ sài, nên video này chỉ mang tính chất tham khảo, cân nhắc trước khi xem. Thế giới cũ, đây là khởi đầu của mọi thứ. Trong một khoảng thời gian rất lâu trước đây, có thể là hàng chục nghìn năm, Tevat hoàn toàn khác xa với thế giới hiện tại. Chúng nguyên sơ, chưa bị ô uế bởi lòng tham của con người. Thế giới khi ấy được cai trị bởi loài rồng, 7 con rồng mạnh nhất và vĩ đại nhất trong số chúng. Những con rồng này được gọi là 7 vị đại vương, và mỗi đại vương cai quản một trong 7 nguyên tố: phong, hỏa, lôi, băng, thủy, nham và thảo. Nhưng một ngày nọ, một vị thần ngoại quốc đến từ bên kia các vì sao, giống như nhà lữ hành của chúng ta. Vị thần này có cánh, đội vương miệng và được sinh ra từ một quả trứng có bản chất ái nam ái nữ, phên hoặc vị đầu tiên, có lẽ vậy. Tách khỏi vỏ trứng, vị đầu tiên đã tạo ra 4 chiếc bóng của mình, tuyên chiến với 7 con rồng đang cai trị thế giới. Trận chiến kéo dài trong 40 năm, 40 mùa đông đã dập tắt đi ngọn lửa, 40 mùa hè đã làm đại dương sôi sục, toàn bộ 7 vị đại vương đã bị đánh bại, 7 vương quốc toàn bộ phải cúi đầu quy phục, các chúa rồng giận dữ rút lui xuống đáy biển sâu. Vị đầu tiên đã định hình lại trời và đất để tạo ra thế giới mà chúng ta biết ngày nay mang tên Tevat. Thế giới mới, hơn 400 năm sau sự kiện vị đầu tiên tới vùng đất này, những con người đầu tiên xuất hiện, núi non và sông ngòi được hình thành, đại dương và biển lớn tiếp nạp những kẻ phản kháng bất tuân. Vị đầu tiên đã dùng một chiếc bóng tạo ra chim chóc, cá và muôn thú. Họ còn cùng nhau tạo ra hoa cỏ và cây cối. Cuối cùng họ tạo ra con người. Tổ tiên ban đầu của thế giới có bao nhiêu người thì không ai biết được. Đấng Nguyên Thủy đã đến với một kế hoạch thiêng liêng cho nhân loại. Tổ tiên của con người đã lập khế ước cùng đấng thần linh. Chỉ cần con người hạnh phúc là ngài sẽ hân hoan. Nếu cơn đói ập đến, trời sẽ mang lương thực xuống. Nếu có sự nghèo khổ, trời đất sẽ mang lại sự giàu có. Nếu có sự u uất lan rộng, các tầng trời sẽ dùng âm thanh để hồi đáp. Được ban phước bởi ánh mắt yêu thương của các vị thần, được che chở trong hòa bình do bàn tay của thần thánh, một nền văn minh nhân loại thống nhất trải dài trên khắp thế giới, mà khu vực Enkanomiya là một phần trong số đó. Một chủng tộc mang tên Shelly, họ đã từng là một chủng tộc có hình dáng đẹp đẽ, hình người và trí tuệ tuyệt vời. Họ cư ngụ trên khắp thế giới và được giao nhiệm vụ hướng dẫn nhân loại. Họ đã xây dựng một nền văn minh rộng lớn, thịnh vượng và dựng lên những cung điện lớn. Tại thời điểm này cũng có nhắc tới Arya, Sornet và Kanan là 3 chị em mặt trăng. 3 chị em này ở trong Nguyệt Cung, mỗi tháng đổi chỗ cho nhau 3 lần để cưỡi xe bạc đi khắp thế giới. Có khá ít thông tin về sự xuất hiện của 3 chị em mặt trăng, chỉ biết nếu 3 chị em không thay đổi sự xuất hiện của mình trên bầu trời thì thảm họa sẽ ập đến. Nếu anh em có để ý trên bầu trời thì giờ đây chỉ có trăng tròn xuất hiện, trăng non và trăng già đều không xuất hiện nữa. Đây cũng là điểm báo cho một thảm họa sắp diễn ra trên lục địa Tevat này. Không rõ là bao lâu sau, bầu trời bị xé toạc, vị thứ hai trên trời cao xuất hiện. Một cuộc chiến nổ ra giữa vị đầu tiên và vị thứ hai, dẫn đến sự hủy diệt của trời và đất. Kể cả những vùng đất xa xôi cũng không tránh được sức ảnh hưởng của cuộc chiến. Trong đó có Enkanomiya đã bị chìm xuống lòng biển sâu, bị tách khỏi thế giới trên bề mặt. Kết quả của cuộc chiến ra sao tới nay không ai còn rõ. Chỉ có một điều đáng buồn là Enkanomiya, họ đã bị đấng tối cao lãng quên, chìm dưới lòng biển sâu. Thậm chí khi cố tìm đường trở về mặt đất, họ đã bị vị đầu tiên ra lệnh cấm. Vị thần mà họ tôn thờ đã quay lưng về họ, không rõ lý do tại sao. Nhưng nếu vị đầu tiên còn ở trên bầu trời thì ắt hẳn đã đánh bại vị thứ hai rồi chứ. Điều này cũng không ai rõ luôn. Quốc gia đầu tiên lại được khai sinh một lần nữa. Sau cuộc chiến, Tevat giờ đây không còn xanh tươi như trước, tràn ngập ma vật khắp mọi nơi. Các quốc gia trước đây đều bị sụp đổ hoàn toàn. Một nhóm người di cư khỏi vùng đất lạnh lẽo bên ngoài tìm thấy một ngọn núi xanh tươi tốt. Họ đã thiết lập một nền văn minh ở đó, đặt tên là Sor Vidarnir.
Sau này chúng ta được biết tới nơi đây với cái tên Long Tích Tuyết Sơn. Trên ngọn núi này có một cây bạch thụ cổ xưa không bao giờ khô héo. Quốc gia này cứ thế phát triển. Rồi một ngày nọ, họ được đấng thần linh ghé thăm. Họ giúp con người nơi đây xây dựng lên vương quốc, giúp cho mùa màng bội thu. Hơn thế nữa, họ ban cho nơi đây cả nguồn tri thức, thứ sức mạnh to lớn giúp cho họ phát triển, nhưng cũng chính nó đã khiến họ suy tàn. Sự sụp đổ của nền văn minh bậc nhất, khoa học kỹ thuật phát triển vượt bậc, họ xây lên những lâu đài nguy nga, tạo ra những cỗ máy khổng lồ, mạnh mẽ. Những cỗ máy còn nằm ở vùng Long Tích Tuyết Sơn, chính là những gì còn sót lại của nền khoa học nơi đây. Nhưng rồi, càng hiểu biết nhiều, càng muốn nhiều hơn, nghĩ mình có thể sánh ngang với thần thánh, họ cố gắng xây lên những tòa nhà chọc trời nhằm vươn tới đảo Thiên Không, nơi ngự trị của đấng thần linh. Tới đây tôi mới thấy, chắc do mấy thanh niên này chơi đá quá liều nên máu liều mới nhiều hơn máu não, có quyết định đi vào lòng đất như vậy. Mà đúng là đi vào lòng đất thật. Hành động của Saw Vidarnir không khác nào báng bổ thần thánh. Họ đã giáng xuống đây một cây băng thiên trụ khổng lồ, làm đứt gãy mạch địa, nhấn chìm cả vương quốc vào trong băng giá vĩnh cửu. Mọi cố gắng sửa chữa đều không đem lại kết quả gì. Ngay cả lời tiên tri cuối cùng của vị công chúa cũng thực hiện không thành công. Có nhiều giả thuyết cũng như cốt truyện đồ sộ của vùng đất này, nhưng nội dung trong video này chúng ta sẽ chỉ đi theo dòng thời gian chứ không đi sâu vào phân tích. Vậy nên anh em like và sub mạnh tay vào để tôi còn ra tiếp những video phân tích từng vùng đất, giả thiết xoay quanh vùng đất đó nhé. Sự sụp đổ của Saw Vidarnir, người dân mang theo khoa học kỹ thuật của mình chạy trốn tới vùng đất khác. Rất nhiều dữ kiện sau này dẫn đến kết luận vương quốc nối tiếp Saw Vidarnir chính là Khandriar, nằm sâu dưới mặt đất. Họ tiếp tục phát triển, chờ một ngày đủ mạnh để chống lại thiên lý một lần nữa. Chiến tranh ma thần. 7 ngôi vị thần thánh ở đảo Thiên Không mở ra, khiến các vị thần bị cuốn vào trong cuộc chiến, tranh giành quyền lực để ngồi vào 7 chiếc ghế này. Nhiều vị thần đã chiến đấu vì lý tưởng của họ, vì một nhân loại thịnh vượng. Các sinh vật và thực thể khác cũng tìm cách mở rộng lãnh địa của chúng, lợi dụng sự hỗn loạn để xâm lấn lục địa. Mondstadt, 2600 năm về trước, giữa chiến tranh ma thần, thành Mondstadt nằm ở phía tây bắc của vị trí mà nó đang nằm hiện tại, hay còn được biết đến với cái tên là Phế Tích Phong Long. Khi ấy có hai vị thần đang tranh chấp với nhau, Dicarabian, ma thần bão, và Andrius, vua Bắc Phong. Thực thể đã trở thành Barbatos, phong thần của hiện tại, khi ấy chỉ là một tinh linh gió, một tinh linh với sức mạnh ít ỏi, có cũng như không. Lúc này, Mondstadt chỉ là một vùng đất hoang tàn, cùng băng giá vĩnh cửu, một nơi mà con người không thể sống. Mãi sau này, khi Barbatos cùng nhà thơ lang thang vùng lên khởi nghĩa, đánh bại Dicarabian, Barbatos lúc này được phong làm phong thần. Tuy nhiên, sau trận chiến đó, nhà thơ lang thang cũng đã hy sinh. Barbatos để tưởng nhớ anh, nên đã hóa thân thành nhân dạng của nhà thơ ấy, chính là hình dáng hiện tại của phong thần trong game. Thật ra, người được đề cử làm phong thần đầu tiên là Andrius, nhưng ông rất ghét con người nên đã từ chối vị trí này. Sau này, khi tới cuối đời, ông nhận ra băng tuyết chỉ hủy diệt sự sống và quyết định thổi sức mạnh của mình vào vùng đất Mondstadt, chấm dứt cơn bão tuyết vĩnh cửu. Mondstadt lúc này mới tràn ngập sự sống như ngày nay. Lijue. Trong khoảng 3700 năm về trước, Morad cùng với Guijong, ma thần bụi, đã sống cùng với các tiên nhân và con dân trong vương quốc của mình, nơi mà nay được gọi là Quy Ly Nguyên. Khi trận chiến bắt đầu, họ đã chiến đấu với những ma thần khác, nhưng sau đó Guijong chết. Morad đưa con dân tới phía nam Thiên Hoành Sơn và thành lập lên cảng Lijue. Từ đó trở đi, Morad bắt đầu bảo vệ con dân của mình khỏi các ma thần và quái vật khác. Ngài đã tiêu diệt kha khá ma thần cùng quái vật biển ở Cô Vân Các bằng cây thương đá. Tuy rằng họ đã bị đánh bại, nhưng những trụ đá đã mang theo lời nguyền của sự hận thù. Việc này đã khiến cho nhiều ma thần xuất hiện và Morad đã ra lệnh cho rất nhiều dạ xoa tiêu diệt chúng. Cuộc chiến quá khốc liệt, dù các dạ xoa đã chiến thắng, nhưng một số được ban cho cơn thịnh nộ, một số khác bị điên loạn vì sợ hãi. Nhiều người tự chém giết chính mình, những người bị mê hoặc bởi bóng tối bên trong linh hồn của họ. Khoảng 1000 năm sau đó, chỉ còn lại duy nhất một người, Kim Bằng Dạ Xoa, Siao, là người duy nhất còn sống và hoạt động bình thường. Ma thần muối, Harria, được biết đến bởi cả sự dịu dàng và sức mạnh tương đối yếu kém so với các ma thần khác, đã cố gắng tránh xa khỏi sự hỗn loạn của cuộc chiến ma thần và khao khát những ngày bình yên xưa cũ. Tuy nhiên, trong tình cảnh hung tàn lúc bấy giờ, người ngày càng nhún nhường, nhượng bộ, người đã chết ngay dưới tay con dân của mình. Những kẻ sống sót đã di tản khắp Lijue, phần lớn trong số họ ở lại cảng Lijue và thành lập nên Ngân Nguyên Đình. Inazuma, Raiden Makoto và Raiden A là một cặp ma thần song sinh, A là lưỡi đao của chị mình. Với sức mạnh áp đảo của mình, Inazuma nhanh chóng được thống nhất dưới sự trị vì của Lôi Thần. Chỉ còn một nơi duy nhất chưa nằm dưới quyền cai trị của đảo Watatsumi. Để nói đến hòn đảo này, chúng ta cần quay lại khi Enkanomiya bị chìm xuống lòng biển sâu. Ở đây, họ nhìn thấy các rồng con, hậu duệ của 7 chúa tể rồng, trốn chạy khỏi thế giới bên ngoài đang sinh sống. Người dân phải tìm đủ mọi cách để không trở thành con mồi của chúng. Họ nhận ra ánh sáng làm chúng sợ hãi,
nhưng ánh sáng ở đây lại rất khan hiếm. Họ cố gắng tìm đường thoát ra, nhưng không thể. Họ tin rằng vị thứ nhất đã cố ý phong ấn họ, không cho phép trốn thoát. Vị kiến trúc sư vĩ đại Arfgraf xây nên mặt trời nhân tạo Helios, còn gọi là Dainichi Mikoshi. Arfgraf được tôn sùng vì những nỗ lực của ông và được coi như một anh hùng. Helios xua tan bóng tối, bảo vệ con người khỏi dòng biển sâu, nhưng không xua tan nổi sự đen tối trong con người. Người dân Enkanomia bắt đầu trở nên tham lam, đói khát quyền lực. Đám quý tộc mị dân bằng cách thần thánh hóa Helios, tôn Helios như một vị thần, một nhà tiên tri. Một tôn giáo được sinh ra tại đền Phaeton suy tôn trẻ sơ sinh làm người con của mặt trời, hòng thao túng quyền lực ở Enkanomia. Những đứa trẻ này chỉ là các bù nhìn. Các trưởng lão biết rằng chúng sẽ dần có nhận thức khi lớn lên, vì vậy họ sẽ hiến tế những đứa trẻ này cho một nghi lễ trưởng thành. Chúng sẽ bị thiêu thành tro, đúng theo nghĩa đen ở Helios. Khi đứa trẻ lớn hơn thì hiến tế vào sinh nhật, cầm cây cương đi đến cõi vĩnh hằng. Tổng cộng đã có 7 người con của mặt trời. Arfgraf đã nhìn thấy sự thối nát ở đây. Điều này buộc các trưởng lão sử dụng những đứa trẻ để kết tội Arfgraf, nhốt đến chết Arfgraf ở dưới chân Hyperion. Sau khi chết, xương và quần áo của Arfgraf được giải rác khắp nơi ở Enkanomia. Còn ký ức vẫn còn tồn tại một chút vất vưởng ở nơi này. Trong khi đó, các nhà nghiên cứu ở Enkanomia phát hiện ra một lời tiên tri nói rằng dòng nước sẽ hiển hiện dưới hình dáng con người, điều mà họ không muốn xảy ra trong Enkanomia. Có giả thuyết được nhiều người tin tưởng nhất về con rồng nước sẽ hiển hiện dưới hình dáng con người này là Kokomi, mì tôm yêu dấu của anh em. Sau này với sự xuất hiện của xà thần Oromashi, người dân đã lật đổ chính quyền mục giữa ở nơi đây. Với sức mạnh của mình, xà thần đã đưa con dân Enkanomia một lần nữa lên mặt đất, ngắm nhìn ánh sáng mặt trời, thành lập lên đảo Watatsumi của bây giờ. Nhưng khi lên khỏi mặt đất, con dân của ngài vẫn kêu than vì tài nguyên nơi đây rất hạn hẹp. Họ bắt đầu chìm trong đau khổ, buộc Oromashi phải đưa con dân của mình tới chiếm vùng đất mới, dù biết điều này sẽ phải đổ máu. Và thứ xà thần phải đối mặt là lưỡi kiếm của lôi thần Raiden Shogun. Cuối cùng, ông đã bỏ mạng và Inazuma lúc này đã thực sự thống nhất dưới quyền cai trị của lôi thần. Hậu chiến tranh ma thần, 2.500 năm trước. Chiến tranh ma thần kết thúc khi đã xác định được 7 chiếc ghế thần. Những ma thần bại trận, những người không chịu sống dưới sự cai trị của 7 vị thần đã chạy trốn đến các hòn đảo ở Hắc Hải, nơi họ trở thành ác thần. Cũng trong khoảng thời gian này, băng, thảo, lôi, thủy và hỏa thần thế hệ 1 đã qua đời, chỉ còn lại Babatot và Morath. Không biết những chiếc ghế mà các vị thần đó để lại đã được đổi chủ bao nhiêu lần, nhưng hiện tại là The Sarissa, thần trí tuệ Beelzebub, thần vĩnh hằng và Murata. Trong số đó, thần trí tuệ là vị thần mới nhất, đã thành thần sau trận đại hồng thủy cách đây 500 năm. Trong khoảng thời gian này, Mondstadt và Lijue cũng có rất nhiều sự thay đổi. Trận đại hồng thủy 500 năm trước, sự sụp đổ của Khandria. Đây cũng chính là khoảng thời gian hai anh em Aether và Lumai rơi xuống Tevat. Thấy sự hỗn loạn của thế giới này, hai anh em đã tìm cách rời khỏi đây, nhưng đã bị chặn lại bởi thiên lý, bị phong ấn bởi khối lập phương. Nhưng bằng một cách nào đó, một trong hai người đã tỉnh dậy trước, gặp gỡ Denslav cùng anh ta du hành khắp nơi. Cuối cùng, bằng một cách nào đó, đã thấu hiểu sự thật về thế giới này và trở thành người lãnh đạo tối cao của vực sâu. Phải tới 500 năm sau, người còn lại mới tỉnh giấc và bắt đầu hành trình tìm ra sự thật. Quay lại với Khandria, đây gần như chắc chắn là tàn dư của vương quốc hùng mạnh so với Darknir khi xưa. Sức mạnh nơi đây chính là giả kim thuật, thứ sức mạnh to lớn có thể sánh ngang với các vị thần. Không rõ vì lý do gì mà thiên lý lại muốn hủy diệt nơi đây. Nhưng tới giờ chúng ta có thể suy luận được, việc Khandria nghiên cứu giả kim thuật nhằm mục đích hồi sinh lại so với Darknir đã bị hủy diệt hàng ngàn năm về trước. Tuy nhiên, sức mạnh của giả kim thuật quá lớn, nó đe dọa tới đảo thiên không. Chính vì thế mới dẫn đến các vị thần muốn tiêu diệt nơi này một lần và mãi mãi. Giả kim thuật ở Khandria đã phát triển tới mức trong cuộc chiến đó đã có ít nhất một vị thần đã được xác nhận tham gia và hy sinh, chính là Raiden Makoto. Ngoài ra, con rồng Durin, vua thú hoàng kim hay cả Albedo chính là được tạo ra từ giả kim thuật bởi God. Để chiến thắng được Durin, phong thần đã phải triệu hồi The Valen cùng tham chiến. Dù đã chiến thắng, nhưng ô uế của Durin quá mạnh, ngay cả khi chết cũng ảnh hưởng tới những ma vật xung quanh, nên phong thần đã để cái lạnh của Long Tích Tuyết Sơn kìm hãm sự lây lan của Durin. Ngoài ra, The Valen sau trận chiến cũng bị thương rất nặng. Sau này, chính độc tố của Durin đã khiến The Valen phát điên mà nhà lữ hành phải xắn tay áo lên dọn dẹp. Tuy vậy, nhưng trái tim của Durin bằng một cách nào đó vẫn còn đập. Điều này liên quan trực tiếp đến âm mưu của God và sự hồi sinh của Sauvidarknir sau này. Sau này, God đột nhiên biến mất nhưng đã để lại một nhiệm vụ cuối cùng cho Albedo, cho tôi thấy sự thật và ý nghĩa về thế giới này. Đó là Mondstadt có Lijue thì do Nham Thần đã có khế ước không bao giờ tiết lộ những gì xảy ra vào 500 năm trước, nên những thông tin về trận đại hồng thủy đã ảnh hưởng tới nơi đây ra sao gần như không ai rõ. Những vùng đất khác thì chúng ta không có thông tin,
Vì hiện tại, ngoài Nham Thần và Phong Thần, thì tất cả các vị thần thế hệ đầu tiên được cho là tham gia hoặc chứng kiến cuộc chiến đều đã chết hoặc không rõ thông tin. Nhưng chúng ta biết được rằng Băng Thần sau cuộc chiến đã trở mặt với Phong Thần. Theo lời kể của Titania, thì Băng Thần là một người vô cùng dịu dàng. Đó là lý do cô ấy phải tự làm khó mình. Cô ấy phải tuyên chiến với cả thế giới chỉ vì ước mơ hòa bình. Và theo lời kể của Donsley, Băng Thần là vị thần mà con người không còn yêu quý nữa. Cũng như bà là vị thần cũng không bao giờ yêu quý con người. Nguyên nhân mà con người đi theo bà ấy là vì tin rằng một ngày nào đó bà ta có thể giơ cao ngọn cờ phản đối thiên lý. Như vậy, Băng Thần cũng là vị thần tham gia cuộc chiến 500 năm trước và còn sống. Cô là vị thần rất dịu dàng, nhưng sau đại chiến Conria 500 năm trước thì có thể bà đã nhìn thấu sự thật về thế giới này. Và giờ Băng Thần đang chuẩn bị cho kế hoạch đối đầu với thiên lý. Vậy thì God, Conria, vực sâu, Băng Thần có thực sự xấu như chúng ta được biết? Sự thật về thế giới này là gì? Tất cả những điều đó đều đang dần được hé mở theo những bước chân của nhà lữ hành chúng ta. Những sự kiện tiếp theo bắt đầu từ khi nhà lữ hành còn lại tỉnh giấc, tới nay đã đi được một nửa chặng đường, và vùng đất tiếp tới chính là vùng đất của thủy thần, Fontaine. Trên đây chính là khái quát về dòng thời gian trong Genshin Impact. Các số tới, tôi sẽ đi sâu vào phân tích từng mốc thời gian, cũng như các giả thuyết xoay quanh những sự kiện đó. Anh em mạnh dạn góp ý cho tôi dưới phần bình luận nha. Và đừng quên bấm like và sub, cùng với nút chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của kênh ra trong tương lai nha. Còn giờ thì, MG Gaming xin chào.